Welcome tất cả anh em trở kênh DHVG của mình hôm nay. Chuẩn bị thì nó ra mắt con game mới Vạn Giới Ma Thần. Và mình lại tiếp tục làm chuối series hướng dẫn tân thủ cho anh em. Trước khi làm hướng dẫn thì video mình sẽ share tất cả các code chung ấy, cũng như cách kiếm code sự kiện, web, các thứ cho anh em. Và cả cách nhập code nữa. Ok, đầu tiên thì là cách nhập code. Nhập code khán giả em click vào avatar này. Rồi mé 5 giờ cài đặt. Xong em đổi cái code. Nhập code là xong, khá đơn giản ấy. Tiếp đến anh em chú ý cho mình, game hiện tại anh đã có 7 cái code chung: Vạn Giới Ma Thần, VGMT V100, VGMT 100, 300, 500, 700 và 999. Còn về code sự kiện anh em chú ý nhá. Anh em nào mà tham gia sự kiện rồi, anh em chưa có từ email, anh em nhắn tin cho AD, AD sẽ gửi tất cả code cho anh em. Còn anh em nào mà chưa tham gia ấy, đợi game ra anh em nhắn tin cho AD xin tất cả các code sự kiện. Anh em đã tham gia hết rồi, AD có hỏi là sự kiện gì ấy, thì em cứ ghi tất cả các sự kiện ở đây. Tổng cộng là có 11 sự kiện. Sự kiện là fan cứng em phải có fan mới được. Còn với cái sự kiện nào chuyển đổi app thì hiện tại vẫn chưa có. Lên tổng hiện tại có 10 cái code. Anh em nào mà không có fan là 9 cái code riêng nhá. Anh em chú ý mình. Đây như mình đây. Mình ghi tất cả code ra, AD gửi tất cả code cho mình nhá. Code tất cả dưới nhá. Mình thì chỉ được có 9 cái thôi, mình không có fan cứng. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái code web. Anh em cứ vào trang afkmovie.com với cái code hay là hướng dẫn các thứ, anh em cứ vào phần mô tả cộng với bình luận của Yo, hay là em vào cái nhóm chia sẻ của mình được. Đây nhóm chia sẻ mình, cộng đồng game Vạn Giới Ma Thần Mobi gạch ngang chia sẻ kinh nghiệm. Và em chú ý thêm cho mình gần chục cái code ở trang chủ nữa. Đầu tiên là code báo ra ngày. Thứ hai là 3, 4, 5, 7 cái code rút thăm nhá. Tổng cộng ở trang chủ là có 8 cái code anh em chú ý cho mình. Đấy em nông dân chú ý nhá. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh ở các video sau. Bye bye anh em. Welcome tất cả anh em trở kênh DHVG của mình hôm nay. Chuẩn bị thì nó ra mắt con game mới Vạn Giới Ma Thần. Và mình lại tiếp tục làm chuối series hướng dẫn tân thủ cho anh em. Trước khi làm hướng dẫn thì video mình sẽ share tất cả các code chung ấy, cũng như cách kiếm code sự kiện, web, các thứ cho anh em. Và cả cách nhập code nữa. Ok, đầu tiên thì là cách nhập code. Nhập code khán giả em click vào avatar này. Rồi mé 5 giờ cài đặt. Xong em đổi cái code. Nhập code là xong, khá đơn giản ấy. Tiếp đến anh em chú ý cho mình, game hiện tại anh đã có 7 cái code chung: Vạn Giới Ma Thần, VGMT V100, VGMT 100, 300, 500, 700 và 999. Còn về code sự kiện anh em chú ý nhá. Anh em nào mà tham gia sự kiện rồi, anh em chưa có từ email, anh em nhắn tin cho AD, AD sẽ gửi tất cả code cho anh em. Còn anh em nào mà chưa tham gia ấy, đợi game ra anh em nhắn tin cho AD xin tất cả các code sự kiện. Anh em đã tham gia hết rồi, AD có hỏi là sự kiện gì ấy, thì em cứ ghi tất cả các sự kiện ở đây. Tổng cộng là có 11 sự kiện. Sự kiện là fan cứng em phải có fan mới được. Còn với cái sự kiện nào chuyển đổi app thì hiện tại vẫn chưa có. Lên tổng hiện tại có 10 cái code. Anh em nào mà không có fan là 9 cái code riêng nhá. Anh em chú ý cho mình. Đây như mình đây. Mình ghi tất cả code ra, AD gửi tất cả code cho mình nhá. Code tất cả dưới nhá. Mình thì chỉ được có 9 cái thôi, mình không có fan cứng. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái code web. Anh em cứ vào trang afkmovie.com với cái code hay là hướng dẫn các thứ, anh em cứ vào phần mô tả cộng với bình luận của Yo, hay là em vào cái nhóm chia sẻ của mình được. Đây nhóm chia sẻ mình, cộng đồng game Vạn Giới Ma Thần Mobi gạch ngang chia sẻ kinh nghiệm. Và em chú ý thêm cho mình gần chục cái code ở trang chủ nữa. Đầu tiên là code báo ra ngày. Thứ hai là 3, 4, 5, 7 cái code rút thăm nhá. Tổng cộng ở trang chủ là có 8 cái code anh em chú ý cho mình. Đấy em nông dân chú ý nhá. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh ở các video sau. Bye bye anh em.
Welcome tất cả anh em chờ kênh DHVG của mình hôm nay. Chuẩn bị thì nó ra mắt con game mới Vạn Giới Ma Thần. Và mình lại tiếp tục làm chuối series hướng dẫn tân thủ cho anh em. Trước khi làm hướng dẫn thì video mình sẽ share tất cả các code chung ấy, cũng như cách kiếm code sự kiện, web, các thứ cho anh em. Và cả cách nhập code nữa. Ok, đầu tiên thì là cách nhập code. Nhập code khán giả em click vào avatar này. Rồi mé 5 giờ cài đặt. Xong em đổi cái code. Nhập code là xong, khá đơn giản ấy. Tiếp đến anh em chú ý cho mình, game hiện tại anh đã có 7 cái code chung: Vạn Giới Ma Thần, VGMT V100, VGMT 100, 300, 500, 700 và 999. Còn về code sự kiện anh em chú ý nhá. Anh em nào mà tham gia sự kiện rồi, anh em chưa có từ mail, anh em nhắn tin cho AD, AD sẽ gửi tất cả code cho anh em. Còn anh em nào mà chưa tham gia ấy, đợi game ra anh em nhắn tin cho AD xin tất cả các code sự kiện. Anh em đã tham gia hết rồi, AD có hỏi là sự kiện gì ấy, thì em cứ ghi tất cả các sự kiện ở đây. Tổng cộng là có 11 sự kiện. Sự kiện là fan cứng em phải có fan mới được. Còn với cái sự kiện nào chuyển đổi app thì hiện tại vẫn chưa có. Lên tổng hiện tại có 10 cái code. Anh em nào mà không có fan là 9 cái code riêng nhá. Anh em chú ý cho mình. Đây như mình đây. Mình ghi tất cả code ra, AD gửi tất cả code cho mình nhá. Code tất cả dưới nhá. Mình thì chỉ được có 9 cái thôi, mình không có fan cứng. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái code web. Anh em cứ vào trang afkmovie.com với cái code hay là hướng dẫn các thứ, anh em cứ vào phần mô tả cộng với bình luận của Yo, hay là em vào cái nhóm chia sẻ của mình được. Đây nhóm chia sẻ mình, cộng đồng game Vạn Giới Ma Thần Movie gạch ngang chia sẻ kinh nghiệm. Và em chú ý thêm cho mình gần chục cái code ở trang chủ nữa. Đầu tiên là code báo ra ngày. Thứ hai là 3, 4, 5, 7 code rút thăm nhá. Tổng cộng ở trang chủ là có 8 code, anh em chú ý cho mình. Đấy em nông dân chú ý nhá. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau, bye bye anh em.